Dạ rồi, hello, em xin chào cả nhà. Chúc cả nhà có một ngày mới vui vẻ, an lành và gặp nhiều may mắn nha. Thì giới thiệu cái nhà hiện tại em đang có mặt ở đường Phạm Hùng, phường 9 thành phố Vĩnh Long. Hướng đi thẳng là về cầu Mỹ Thuận, còn hướng ngược lại là đi về thành phố Vĩnh Long. Thì hôm nay em mời cả nhà cùng đi xem cái bờ kè của Phạm Hùng cùng với gia đình em nha. Đây, bà xã cầm máy giùm anh đi. Đi thế nào? Cái nhà thì đi vô cái đường bờ kè ở Phạm Hùng này có rất là nhiều đường để đi vô. Nhưng mà để em đi cái con đường lớn nhất nha cả nhà. Là đi vô bằng cái con đường xích tới trước nữa cả nhà ơi. Trong đi đây là nó đi ngang cái bệnh viện luôn á. Đường lớn lắm. Bệnh viện của phường 9 hả? Bệnh viện này là giờ nó lên thành phố luôn rồi. Bệnh viện thuộc thành phố à. Đây. TTYT. Này lấy kia trung tâm y tế hả? Bệnh viện đa khoa thành phố Vĩnh Long. Đó. Rồi, cái con đường này để dẫn ra cái bờ kè của đường Phạm Hùng này cả nhà. Này con đường này là lớn nhất luôn. TT nãy là trung tâm y tế ha. Mé tay phải đi. Đó. Thôi, chơi bóng tròn. Giờ đây thấy có quán nhậu nữa nè. Quán cà phê ở đây thì ít đó nha. Không bằng ở bờ kè của phường 2. Đường này là để đi qua cồn chim nè cả nhà. Ở đây có gì tóc massage gội đầu nữa. Bờ kè này hả? Dài xuống qua cồn chim, qua cái cầu cồn chim chút à. Cũng cũng ngang ngang nhau á chứ không ngắn đâu. Ờ. Ở đây là cái kho gạo hay cái gì mà bự quá vậy bự luôn. Gắn camera nhóc luôn nè. Công ty gì không biết. À, đi xuống dưới đây mình coi thử coi. Ở bên đây cũng có đường đi ra đó nè. Đúng rồi, đường nhỏ thôi. Nằm hẳn ra lộ. Xuống đây mình coi thử coi. Cũng có nhiều hẻm ra lắm á. Nhưng mà cũng có nhiều hẻm cụt nha. Ồ. Hay ha. Ở đây có quán gì vậy ta? Chăm sóc da. Yeah. Bữa nay là người ta đặt mai hay gì á. Đúng rồi, chắc chạy á. Thấy mấy cây mai nó chùi lũi. Nè, mai đây cũng chùi lũi hết số nè. Rồi tới đây là đường cùng rồi cả nhà ơi. Em xin phép quay đầu lại. Ở bên kia không biết được không mà có đường hẻm nhỏ nhỏ. Xa xa là cái cầu cồn chim. Đúng rồi, qua cầu đó là bắt đầu là cồn chim rồi. Dạ, bên bảo là bờ kè cồn chim hả? Bờ kè cồn chim. Bờ kè cồn chim cũng sang lắm á em. Bên đó cũng phát triển lắm á. Quán rồi, quán xá rồi bạn. Khám phá Vĩnh Long. Cái gì? Khám phá Vĩnh Long. KTVL. KB khám phá. Ừ, KBVL nha em. Hả? Khám phá Vĩnh Long. Em sợ là KBVL ra nữa. Nhớ đăng ký ủng hộ anh nha. Cảm ơn em. Anh đi quay tiếp đây. Cái đầu gì vậy? Gì một thanh sao người ta biết?
Thì cứ nhậm gì đâu. Mất cái cảnh đẹp của tree bên dưới không? Ôi bữa nay nước dòng rồi. Nước cao lên thấy lục bình cũng thấy đẹp rồi. Anh thấy chạy thôi cái bạn để tìm. Kêu anh đọc mặt chữ giùm á. Đọc mặt chữ là sao? Là đọc ra hết luôn á, là khám phá như sao này nọ á. Trời ơi. Còn nhỏ coi cơ mình là chết luôn á. Đá banh kìa. Tự tin. Ở đây có quán cà phê nữa ta. Dữ à. Chỗ này đi ra đó chi vậy ta? Không biết nữa này xây chi cả. Bất kể hả? Không rành. Cả nhà nào biết thì comment chia sẻ cho em biết với. Em thiệt là dở cả nhà ơi. Đi 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 đi. Ở đây có quán nhậu thấy cũng khá đắt ha. Quán này bia hơi. Bia hơi hả? Kìa đã không? Buổi chiều mà làm mệt mệt cái ra đây làm lai rai dài lon ha. Ở đây có đường đi không ta? Để hỏi mấy anh nhóc mình coi. Có không? Đi thẳng đi. Đi ra đây chơi ha. Đường này là đi cặp bệnh viện. Bệnh viện này gần công công giống của Triều Tiên đó ta. Cái mình thường ở bên đất nước Triều Tiên nó làm cái gì cũng công công hết trơn. Triều Tiên hay Hàn Quốc? Hàn Quốc hay Triều Tiên? Hàn Quốc hay Triều Tiên có hai nước khác nhau nghe. Anh không biết nữa nhưng mà thấy thường thường ở đâu đất nước nào ở ngoài á là nó làm công công như đó. Trời. Bệnh viện Xuyên Á này là đi thẳng ra ngoài cầu Cái Cam. Dưới dốc cầu Cái Cam á. Thì cái này cũng là bờ kè là mà. Nhưng mà tại mắc mấy cái dự án bự quá cho nên nhà người ta không có ấy. Mấy cái bệnh viện này nè. Cho nên nhà người ta không có ở đây cho nên không có buôn bán gì hết. Nhưng vẫn làm bờ kè để cho đừng có lỡ á. Hay là nó bồi lên gì đó, khỏi. Ở đây có nhà nè, ngoài dẹp rồi. Bỏ qua rồi. Thôi mình sẽ quanh lại. Ở đây còn quan sơ quá nè. Xảy được không ớn ha. Trời chó. Đó, ngoài đó là cầu Cái Cam đó cái gì. Ở đây chó dữ vậy nè. Quen. Kì. Quen. Kì. Rồi tính quay lại mà hết dám quay lại luôn rồi đó. Kiểu này là thôi dọn dưới kia luôn rồi. Trời ơi trời. Ủa thích bà bị bích đường hả ta? Ê còn đi được. Hên quá. Hên còn đi được cả nhà. Còn đi được. Quay lại nó sực miếng thịt liền á. Trời ơi. Thấy ghê trời. Con chó làm thấy ghê chứ. Thôi mình đi ra đây mình vòng lại cái đường cũ mới được. Hết dám đi cái đường đó nữa rồi. Tính quay lại. Đây có đường hả? Đây có đường chứ không ra được đâu. Ra được rồi nãy. Mình có hẻm rồi. Mấy con chó làm đứng tim luôn cả nhà ơi. Hên có ông chủ của nó đó là nó. Không có chắc. Ôi nhà nguyên một bầy chó luôn. Ừ, một bầy 60 con á. Ôi trời. Trời ơi, mỗi con 8 tiếng là thôi, xỉu không á. Không, mà cái bầy chó đó ra. Mà nuôi đó một cái còn hơn nuôi mấy người ta nữa đó. Đúng rồi đó. Nó ăn dữ hơn người mình đó. Rồi, mình về lại tiếp. Mẹ vô đi. Mẹ vô cả nhà ơi. Đừng đi đường con chó đó. Ủa giờ không đâu đây ta? Hình như mình đi ngược đường phải không? Ở đây là đâu rồi? Ủa nãy mình đi cái đường này là gì ở đây trời? Trời ơi có đường đi hên quá. Đi lộn cổng cái nhà. Đi lộn cổng mà cuối cùng cũng đi ra được luôn. Rất là hên, rất là may mắn luôn.
Ở đâu rồi chứ không trong đây chạy ra ta. Làm gì ăn ăn tối. Quán giờ mình sẽ đi tới cái cầu Cồn Chim rồi mình chào kết thúc với cả nhà. Giờ mình em mời cả nhà cùng xem lại một lần nữa. Giờ quay ở giữa nha. Quay ở giữa đây, nãy quay bên đây không đúng không? Nãy quay hai bên đây rồi quay bên kia rồi giờ quay giữa. Ok, ok. Chó làm nãy tới giờ anh còn ôi, giật mình đó em. Đái quần luôn á. Trời ơi ghê vậy em. Ở đây có quán cà phê mà thấy đóng cửa rồi đó. Ở đây chè bưởi rồi nữa em. Đi đó đi đó đi đi đà. Lên cầu Cồn Chim luôn nha. Lên cầu Cồn Chim mà mình chào kết thúc. Bữa nay đây nước lớn mà đâu phải nước rộng em. Đây là cầu Cồn Chim nè cả nhà, kết nối giữa một cái Cồn Chim với một cái phường chính thành phố Vĩnh Long. Do cầu này do đài truyền hình của thành phố Vĩnh Long xây đó cả nhà. Đến đây thì em cũng xin phép được tạm dừng clip. Cảm ơn cả nhà đã bỏ thời gian quý báu quan tâm và theo dõi hết clip. Xin mến chào và hẹn gặp ở clip mới nhất nha. Bye bye. Đây, ok, cảm ơn.